Xin chào các bạn, Red Magic 8S Pro đã ra mắt và sắp về tới Việt Nam. Vậy thì bây giờ chiếc Red Magic 8 Pro có đáng mua hay không? Ok, bắt đầu video nhé. Sửa chữa iPhone giá gốc, tổng quà tặng lên tới 1 tỷ đồng tại Mobile City. Chi tiết dưới phần mô tả video. Đầu tiên thì mình sẽ nhắc lại về chiếc Red Magic 8S Pro hơn những gì so với cả chiếc 8 Pro này nha. Theo mình thấy thì có 2 điểm đáng chú ý mà thôi. Thứ nhất này, thiết kế của máy vẫn là form dáng như vậy nhưng mà mặt lưng ấy sẽ thay đổi một chút nha. Có hai cái phiên bản thì sẽ là mặt lưng như kiểu là phay xước của kim loại vậy. Còn phiên bản mặt lưng trong suốt thì cũng sẽ thay đổi một chút. Và điểm khác biệt thứ hai là về con chip từ Snapdragon 8 Gen 2 trên Red Magic 8 Pro này nâng lên thành Snapdragon 8 Plus Gen 2 đó. Về thiết kế thì tùy quan điểm các bạn nha. Xấu đẹp mỗi người một sở thích mà. Nhưng riêng về con chip thì hiển nhiên rồi, Snapdragon 8 Plus Gen 2 kiểu gì cũng sẽ mạnh hơn so với cả 8 Gen 2. Nhưng mà lưu ý, đây sẽ chỉ là sự nâng xung thôi. Vậy nên theo mình dự đoán ấy, hiệu năng có mạnh hơn nhưng mà nhiệt độ cũng sẽ nóng hơn một chút đó. Và quan trọng là theo mình thấy hiện tại thì Snapdragon 8 Gen 2 của chiếc Red Magic 8 Pro ấy vẫn quá là mạnh luôn. Quẩy ôn game marketing không phải nghĩ nhá. Hiện tại với tựa game Genshin Impact, các bạn chơi đầu họa marketing cực cao với cả 60 FPS thì biểu đồ cũng sẽ thẳng tắp luôn, trung bình được trên 59 FPS, dã man chưa? Mà thậm chí nhá, kể cả khi các bạn không bật cái quạt bên trong ấy, FPS vẫn thẳng tắp luôn, có chăng nhiệt độ nóng hơn mà thôi. Khi mà bật quạt thì lanh quanh khoảng 44-45 độ C, còn tắt quạt đi ấy, sẽ lên tới 48 độ C. Và theo mình dự đoán, mình tự tin nhá, với chiếc Red Magic 8 Pro thì quẩy Genshin Marketing ấy, các bạn yên tâm chơi từ 2-3 năm nữa. Tại vì bây giờ các bạn thấy không, Red Magic 7 quẩy vẫn còn ngon cơ mà, đúng chưa? Thậm chí Red Magic 6S các thứ ấy, vẫn chơi ngon luôn. Nên theo quan điểm của mình, nếu các bạn băn khoăn về quản hiệu năng ấy thì chắc là không cần thiết đâu. Red Magic 8S Pro thì hiển nhiên là mạnh hơn rồi, nhưng mà sẽ không khác biệt quá nhiều. Tại vì bản chất con 8 Pro thì cũng quá mạnh rồi. Những yếu tố khác thì sao? Mình vẫn thấy chiếc Red Magic 8 Pro là một chiếc gaming phone nổi bật nhất của năm 2023. Đầu tiên là về thiết kế đi. Năm nay thì Red Magic thay đổi hoàn toàn luôn. Máy như kiểu flagship vậy, viền vuông nam tính, rất chất đúng không? Nó không cần phải quá hầm hố như kiểu đời cũ hay là chiếc Asus Zenfone 7, nhưng mà nhìn vẫn quá đẹp luôn. Với quan điểm của mình ấy thì Red Magic 8 Pro cũng sẽ là một trong những chiếc máy có thiết kế đẹp nhất của năm 2023, quá sexy luôn. Về màn hình của Red Magic từ xưa tới giờ thì rất là tốt rồi, hiển thị màu sắc lên tươi này, đậm đà định mắt. Và đây sẽ là màn hình có tần số cảm ứng lên tới 960Hz các bạn nhé, vuốt gọi là siêu mượt luôn, đúng chuẩn gaming phone. Và quan trọng nhất, bốn viền của chiếc Red Magic 8 Pro thì rất mỏng này, cân đối. Đây sẽ là màn full view không khiếm khuyết cảm ứng dưới màn hình mà. Vậy nên trải nghiệm hiển thị của chiếc Red Magic 8 Pro thì quá là tuyệt vời luôn. Mình vẫn sẽ phải nhắc lại nhé, với quan điểm của mình thì màn hình của chiếc Red Magic 8 Pro ấy là chiếc màn hình ấn tượng nhất với mình trong năm 2023, ngang với cả chiếc Nubia Z50 Ultra đúng không? Chung màn hình mà. Nói thật, chưa các bạn mà quen cầm chiếc Red Magic 8 Pro rồi ấy, cầm sang máy khác chán cực kỳ luôn. Nhất là khi so với đối thủ của nó là chiếc Asus Zenfone 7 hay là 7 Pro ấy, kém xa luôn. Vì là một chiếc gaming phone vậy nên hiển nhiên rồi, Red Magic 8 Pro có hai loa chất lượng rất tốt nha, đều nhau không bị lệch. Máy có hai phím trigger cảm ứng này, tần số khoảng hơn 500Hz và rất nhiều tính năng hỗ trợ các bạn chơi game nhé. Mình ví dụ này, các bạn có thể cài thêm tâm vào game bắn súng này. Hai phím trigger không chỉ bấm không thôi đâu nhá, rất nhiều tính năng khác, ví dụ như bấm đúp này hay là vuốt các kiểu ấy, cài phím trigger thành một combo chẳng hạn, quá tiện luôn. Rồi cái phần game space của máy thì chỉnh được rất nhiều thứ, đồ họa này, kiểu hình ảnh này, chất lượng âm thanh này, tần số cảm ứng các thứ, nói chung là rất tuyệt vời luôn. Có chăng thì mình chỉ không thích lắm về khoản tiếng Việt của máy mà thôi. Máy có sẵn tiếng Việt rồi nhưng mà nó hơi ngu các bạn nhá, kiểu Google dịch ấy, đôi khi nghe hơi chuối một chút. Năm nay thì pin của chiếc Red Magic 8 Pro này cũng rất tốt nha. Bọn mình có test chơi game liên tục trên chiếc máy này thì có cả chơi game nặng Genshin các thứ nhá, trụ được khoảng 5 tiếng, dã man chưa? Chơi game liên tục đấy. Với chiếc máy này thì các bạn dùng một ngày là rất ok luôn. Về camera thì mình thấy camera sau ổn áp nha, đủ dùng. Chất ảnh của Redmi thì cũng khá là tươi sáng rồi, nhưng mà cái phần camera selfie thực sự không chấp nhận được. Đó, gọi là chống cháy thôi. Chụp ảnh thì còn ok nhá, các bạn quay phim hay là video call ý, xấu điên xấu đớn luôn. Tại vì khi đó thì không có phần mềm để mà hỗ trợ mà. Vậy nên nhược điểm lớn nhất của chiếc Red Magic 8 Pro thì theo mình sẽ là cam trước. Những bạn mà hay chụp ảnh selfie này hay là thường xuyên phải video call hội họp các thứ ý, thì nên cân nhắc kỹ nha. Tổng kết lại qua video ngày hôm nay thì theo mình thấy nhá, mặc dù chiếc Red Magic 8S Pro ra mắt rồi, sắp về tới Việt Nam, nhưng mà chiếc Red Magic 8 Pro vẫn rất là đáng mua. Thứ nhất, mức giá kiểu gì chả rẻ hơn đúng không? Thứ hai, hiệu năng có kém hơn một chút, nhưng mà vẫn gọi là siêu siêu mạnh, chiến được ôn game marketing vài năm tới không phải nghĩ. Còn đâu về màn hình này, loa ngoài này, pin biết các thứ thì là như nhau. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Red Magic 8 Pro trong tầm giá thì liệu có đáng mua hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới nha. Và link mua mức giá rẻ nhất tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả
cũng như một dựng game của video. Giờ xin chào, bye bye.